rau đó cả nhà. Thank you.
gần rồi. Quán em bán 30 ngàn phở rất rẻ. Cho nó gửi tiền nữa. Lấy cả tô này. Đây có 5 ngàn nữa. Rồi. Đây con. Hả? Gửi tiền. Em nó trả tiền rồi nha. Dạ. Con cho cái bình nặng nhỏ con mới đem vào đây rồi.
sống. Bánh phở đây để trộn nha. Để cho vào nồi nước lèo trộn. Có cho vào nước sôi. À, cho nồi nước sôi á. Phở đây. Nói lộn, nói lại. Đây cô sẽ làm mang về á. Mang về có ăn béo không? Không. Đây đây. Chú Long. Chú Long còn tán nữa. Bò tái ạ. Thì lòng ăn đàm luôn mà. À, nhìn hấp dẫn đây. Nước trong. Béo. Béo. Vừa mất cái béo luôn nha. Để em ngồi ăn đi để anh quay. Trời ơi, lâu lắm không gặp em. Để 292 xược 30 Bà Hạt, phường 9, quận 10 nha cả nhà. Đây các bác này đi bán vé số này. Bên kia nhà kia bác ấy đi, bác ấy lượm ve chai về, bác ấy đang phân loại. Rồi video clip của mình kết thúc ở đây nhé. Nếu các bạn muốn ăn phở thì ghé đây, ăn tô đặc biệt giá 30k. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây phở bò tô nhỏ 21 ngàn, tô lớn 25, tô thập cẩm 30k.